Thông tin từ buổi giao ban trực tuyến về tăng cường phòng chống các dịch bệnh diễn ra chiều hôm qua, Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hiện chưa có vaccine phòng bệnh Ebola nên chủ động phòng tránh, ngăn ngừa dịch bệnh này vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất. Dịch Ebola có nhiều nguy cơ lan truyền đến Việt Nam thông qua những người đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch hoặc công dân các quốc gia có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện Bộ Y tế đang rốt ráo thành lập hội đồng chuyên môn để xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh. Bộ này cũng đã có công văn khẩn gửi các bộ liên quan chỉ đạo thực hiện khai báo y tế đối với khách đến từ 4 nước Tây Phi có dịch là Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria trong vòng 21 ngày. Áp dụng tờ khai y tế bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 8 tại tất cả các cửa khẩu quốc tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thực hiện đo thân nhiệt tất cả khách du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất.